Xin chào các bạn. Các bạn cùng cô Ca đi về quê ngoại ở Cao Lãnh để làm kiềng sừng tro bằng lá dừa nhé. Đây là trước cửa nhà ngoại cô Ca này cả nhà. Có một hồ súng ni rất đẹp, rất bình yên. Đây là loại súng với những chiếc lá khổng lồ. Mỗi lần mình về quê ngoại, mẹ đều cho mình leo lên những chiếc lá đó để chơi và dọc nước. Mình cảm thấy rất vui. Đây là ảnh mình ngồi trên lá súng ni chơi nè các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng mình làm kiềng sừng tro bằng lá dừa nhé. Bằng lá dừa. Để làm kiềng sừng tro, ta lấy lá dừa và tách đôi lá ra. Và quấn như mình đang làm trong clip mà. Mình mới làm nên mình làm hư hoài luôn. Rồi, làm lại từ đầu nữa rồi. Mỗi lần về quê ngoại là mình sướng nhất luôn á. Mình được chơi đủ trò chơi dân gian, làm tự tay làm tùm lum. Chúng ta sẽ quấn nhiều lá vào với nhau để cho chiếc kiềng to. Bây giờ các bạn cùng mình thổi nha, để xem nó có kêu to thì to không nhé. Lại. Thử lại lần nữa xem nào. Lại. Sau khi làm như vậy thì nó sẽ thổi được. Thua kêu này thì ta bày kêu khác. Bây giờ mình đã có kinh nghiệm rồi, mình sẽ làm cho nó kêu thật to luôn nha. Bây giờ các bạn hãy xem nghệ nhân bốc kiện. Nghệ nhân lỡ tay làm rớt cái lá dừa luôn rồi. Bây giờ mình đang tập trung cao độ để làm ra một kiệt tác kèn lá dừa kêu thật là to. Các bạn cùng chờ xem thành phẩm của mình nhé. 1, 2, 3 kèn kêu. Bây giờ mình không nản chí, mình quyết định làm lại cái kèn. Kỳ này thì đã ra dáng kiềng, một cái kiềng sừng trâu cũng được rồi đấy các bạn. Lần này chắc là thành công. Mình nghĩ là kiềng sẽ kêu không kêu cục tác như cũ đâu. Mình đang rất là cố gắng để cho cái kiềng của mình được có ngựa quen đường cũ như hai cái kiềng kia. Các bạn có thấy nhà ngoại mình đẹp không? Có quá trời sen luôn á. Bây giờ mình đã quấn xong cái kèn rồi này, các bạn thử xem nó có kêu to không nha. Mình đã quấn xong cái kèn rồi này các bạn. Cái kèn rất là dài, kêu rất là to, giống như tiếng tù vài á. Và mình cùng hai anh trai của mình đang hòa giọng cùng ba chiếc kèn sừng trâu. Còn đây là mẹ Yến của mình, không kêu gì hết. À, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình làm nhiều quá, mình đã có kinh nghiệm rồi. Mình hỏi mà mấy người lớn biết cái lỗ tai mình. Bạn thấy mình diễn có thần thái không? Mình là mình vừa thổi kèn, mình vừa diễn rồi. Mỗi lần mình mà thổi một cái là cái não của mình nó căng phồng. Xin mời các bạn xem tiết mục hòa tấu của những chiếc kèn sừng trâu và ba nghệ sĩ nhí. Đó là cô Ca, ca sĩ Duy Anh và Mỹ. Nếu các bạn có dịp về quê, các bạn hãy làm thử những chiếc kèn sừng trâu bằng lá dừa nhé. Chắc chắn sẽ rất vui và thú vị. Ca xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem clip của cô Ca nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Và nhớ ủng hộ thiệt nhiều kênh của mình nha. Cô Ca xin tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại cả nhà vào những video clip sau nha. Xin chào tạm biệt.